thở đều như thế, cứ tiếp tục như thế nha. Thế vừa đầu phải đúng rồi, đúng chặn thôi, chặn thôi, chặn thôi. Fully continue. Đèn này em xoay thôi, lưng hơi ngã là sau một số. 35. Em mới tập vô cái phần cơ bụng quen được nhiều hơn nha. 30, continue. Rồi đó, tiếp tục như vậy đi, tiếp tục, cứ tiếp tục như vậy. 25 seconds left. Rồi, hít thở đều như thế. 20 seconds left. Rồi, với các bạn tập này, các bạn lưu ý rằng là các bạn tập chậm. 15 seconds left. Dùng cái cơ bụng xoay cái cục tạ màu đen này. 10 seconds left. Tiếp tục, quay, quay hết qua một bên giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1, rest time. Chạm mũi chân, cố gắng. Chạm mũi chân, rồi ôm tạ đen, đẩy cao thẳng chân nha. Đúng rồi, chỉnh sang, tiếp tục. Tốt, tiếp tục, cố gắng lên. Tốt, tiếp tục, cố gắng lên em. Thế workout. Chạm mũi chân, cố gắng. Chạm mũi chân, rồi ôm tạ đen, đẩy cao thẳng chân nha. Đúng rồi, chỉnh sang, tiếp tục. 35. Tiếp tục, cố gắng lên. Tốt, tiếp tục cố gắng lên em. 30, continue. Đúng rồi, chính xác, góc độ như vậy rất tốt. Tốt, tiếp tục. 25 seconds left. Tốt, tiếp tục. 15 giây nữa nha, hít thở sau này các bạn mới 20 seconds left. Tầm 5 phút thôi. Mới một vòng thôi, các bạn cần phải hết sức. 15 seconds left. Lên, thở ra, thở mạnh ra, hơi gầm cái bụng siết và phụ. 10 seconds left. Chút thì cái lực tác động nó mới vô cái bụng của các bạn được. Chạm mũi chân, cố gắng. 4, 3, 2, 1, rest time. Tiếp, rất tốt, tiếp tục như thế. Chạm sau vô em, chạm sau vô, chạm sau vô, đúng rồi. Tập trung, chạm sau vô. Các bạn muốn cái bụng thon gọn, các bạn phải cố gắng mỗi. Thế workout. Đúng rồi, chính xác, tập vô bụng rất là nhiều. Tiếp tục, xếp lên, chính xác, tiếp. 40, continue. Rồi, cho từng bên tạ chạm vô mũi chân luôn. 35. Cho cái tạ chạm vô mũi chân luôn. Mình sẽ ép được cái cơ bụng và tạo thành cái bụng số 30, continue. Tiếp. Rất tốt. 25 seconds left. Chạm sau vô em, chạm sau vô. Chạm sau vô, đúng rồi. 20 seconds left. Chạm sau vô, các bạn muốn cái bụng thon gọn, các bạn phải cố gắng mỗi các bạn tập, các bạn 15 seconds left. Cơ bụng của các bạn chạm sau vô thì các bạn mới vô được cái phần bụng các bạn nhiều hơn. 10 seconds left. Tiếp tục, đúng rồi, chạm sau vô, đúng, chính xác. 5, 4, 3, 2, 1, rest time. 4, 3, 2, 1, thả lỏng xuống. Rồi, hít thở. Rồi, các bạn vừa trải qua 10 phút tập bụng với những cái bài tập cùng với tạ đen và tạ tím. Còn các bạn hết sức tập trung để theo cho được tay. Hết workout. Sau, hóp bụng vô, thẳng tay lên luôn, thẳng tay lên luôn. Hóp sau, hóp bụng. 40, continue. Chính xác. Sau, 5, 4, 35. 2, 1, thả lỏng xuống. Rồi, hít thở. 30, continue. Các bạn vừa trải qua 10 phút tập bụng với những cái bài tập cùng với tạ đen. 25 seconds left. Còn các bạn hết sức tập trung để theo cho được kịp. Đó, các bạn muốn có 20 seconds left. Thon gọn, các bạn phải cố gắng tập theo kiểm soát từng động tác một. 15 seconds left. Vô, thẳng tay lên luôn, thẳng tay lên luôn. Hóp sau, hóp bụng. 10 seconds left. Chính xác. Sau, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1, rest time. Tập trung. Chính xác. Đó, tiếp tục. Lôi qua, đúng rồi, gồng cái cơ bụng, vừa plank và lôi tạ nha. Tốt, tiếp tục. Tốt, tiếp tục. Thế vừa trở. Lôi qua, tập bụng, đúng rồi, đặt. Rồi lấy tay kia lôi lại, tập bụng. Đúng rồi, chính xác. 40, continue. Rồi các bạn giữ cái phần bụng của các bạn tập trung vào gồng siết ở phần hông. 35. Trụ vô. Đúng rồi, chân bẻ mũi chân lên, trụ đi em. Đừng để bị rớt. 30, nha. Continue. Tập trung. Chính xác. Đó, tiếp tục. 25 seconds qua, left. Đúng rồi, gồng cái cơ bụng, vừa plank và lôi tạ nha. 20 seconds left. Tốt, tiếp tục. Tốt, tiếp tục. 15 seconds left. Đúng rồi, tiếp tục như thế. Tốt, tiếp tục. 10 seconds left. Thở sau vào em, hóp bụng vô, đúng rồi. 5, lôi, lôi qua, 4, đúng 3, rồi. 2, 1, rest time. Đúng rồi, cứ thế, tiếp tục như vậy. 10 giây nữa, tập trung vô, 10 giây nữa, tập trung, tập trung. Hít, thở đều, tập trung vô.
hít thở đều tập trung vô, rất tốt, tiếp tục, ngừng, hết workout, tay lại, ừ, chậm thôi, chậm thôi, chậm, 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 nâng chân lên, 40, continue, ngã ra sau thêm, ngã ra sau thêm, đúng rồi, cái lúc này nè, nó 35, em đắm xéo qua bên này, đắm xéo qua đây, ừ, đúng rồi, chính xác, đưa ra, 30, continue, tốt, gồm cơ bụng vô và thon gọn rất là nhiều, nâng chân lên, 25 seconds left, chung, hít thở đều nha, cố gắng lên, 20 seconds left. Rồi, cứ thế, tiếp tục như vậy. 10 giây nữa. 15 seconds left. Tập trung. Tập trung. Hít thở đều. 10 seconds left. Hít thở đều, tập trung vô. Tốt tốt. Tiếp tục. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Vậy đó, khi mà bạn đăng ký khóa học online của Dai 5.net, đây là một bài tập của chương trình của Dai 5.net có hướng dẫn video kỹ thuật rõ ràng và chi tiết để bạn tập theo trong vòng 4 hiệp có phối hợp số hiệp, mức độ, cường độ, thời gian, play, bấm vào và tập theo, cố gắng tập trung hết sức. Hãy tập và quay video gửi tôi để tôi kiểm tra kỹ thuật của bạn. Bạn phải tập đúng, tập hiệu quả, tập chính xác, cơ thể của bạn sẽ trở nên khỏe mạnh hơn được.